tiếp tục đi phát 200 phần quà cho người nghèo, người già neo đơn ở Bến Tre, dòng trên Ba Tri, Bến Tre. Và hôm nay là đi luôn, đi khởi công xây cầu luôn ở xã Hưng Phong, xã Hưng Phong, huyện Ba Tri, dòng trên Bến Tre, và cũng khởi công xây hai cái trụ để bồn nước cho chùa Vũ Linh là thầy sinh. Vì là cái chùa này á, là tháng thầy nói là tháng 2, tháng 3 trở lên, tháng 4 là tháng nắng là nước không có, cho nên là thì hôm nay hoa sinh nhật chúng tôi đủ duyên đến ủng hộ thầy xây bồn nước cho thầy là 17 triệu và xây cái cầu là 40 triệu và 200 phần quà tổng giá trị là 45 triệu. Thì không có gì hơn là tổng cộng kinh phí ngày hôm nay là gần 120 triệu. Thì không có gì hơn thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước đã ủng hộ hoa sinh nhật chúng tôi có tận tài tận vật để mà đem đến giúp đỡ những người nghèo ở vùng sâu vùng xa, để cho giúp đỡ tinh thần họ cho họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Là xin hết. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đem tin bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ, và muốn trái tim yêu đời hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Và xin cho những ước mơ cháy bồng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đem tin bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ, và muốn trái tim yêu đời hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ,
khiến cho cuộc đời sẻ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ai chấp cánh ước mơ. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Sang việc chúng tôi tiếp tục đi xây cái cầu này là cầu thứ ba. Năm ngoái chúng tôi đã xây được hai cái cầu, và năm nay cái xã Hưng Phong dòng cơm Bến Tre này xin xây cái cầu ở đây, thì đủ duyên chúng tôi cũng nhờ tất cả các mạnh thường quân ở trong nước cũng như ngoài nước đã hùng tiền nhau, chúng tôi đã có đủ điều kiện đến đây xây cầu và xây thêm cái bồn nước cho thầy ở chùa Bủ Linh, huyện dòng cơm Bến Tre, để mà có nước cho Phật tử ngày lễ hội này, học tập này kia đến tu tập có nước mà xài. Vì ở Bến Tre này mùa nắng là thầy nói là nước rất là cạn kiệt, không có ra, không có nước, nên là xây bồn nước luôn. Phụng cũng xin đại diện cho Hoa Sen Việt cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở trong nước cũng như ngoài nước đã cùng tiền xây được cái cây cầu này. À đây quý vị coi, đây bằng cái cây cúng đất đá, rồi quý vị cầu mà lấy những tấm đan lót như vậy, lấy những tấm đan lót như này quý vị, xong rồi bắt đầu năm nay là cái chỗ này nó bị sụp mà người ta không có tiền xây, người ta lấy dáng người ta lót đi đỡ đó, vì chỗ đó mà tôi và thầy chúng tôi đi khảo sát và thấy là cần phải xây cái cầu cho dân đi, để cho người ta đỡ bị té lọt mương. Để quý vị thấy cái khúc này nè, cái khúc này là cái khúc mà chẳng ba quẹo qua như vậy đó, rất là dễ chài bánh xe xuống đó, cho nên là chúng tôi mới hùng xin tiền tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ vào đây để xây được cái cầu này. Trị giá cây cầu là 43 triệu, dân ở đây người ta hùng được, người ta còn là 40 triệu, và những hội thiện nguyện của tôi chúng tôi cũng hùng tiền vào và mướn xe đi xuống đây.
em cũng hiện tại đến đây đứng giường và xây cầu xây bồn nước cho chùa cho nhân dân ở đây đi. Xin thành thật cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở trong nước cũng như ngoài nước đã ủng hộ chúng Hoa Sen được chúng tôi để có những tiền tài đi đến giúp dân ở vùng sâu vùng xa, vừa xây cầu vừa xây chùa xây bồn nước cho thầy và ngày thầy chúng tôi cũng công tác đây được rồi. Kính thưa tất cả quý bà con cô bác trong cái hội từ thiện Hoa Sen Việt cùng đi, kính thưa lãnh đạo của địa phương cùng với tất cả bà con hiện có mặt trong cái buổi lễ khởi công cây cầu tại tổ 6 ấp 3 ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, cái việc đi lại của bà con ở địa phương xã Hưng Thông này là một xã bãi ngang vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, chúng tôi hàng năm đều có vận dụng mọi cách mọi nơi để mời gọi các tổ chức và cá nhân xa gần giúp đỡ cho địa phương này. Tuy nhiên, cái việc đi lại còn nhiều khó khăn quá. Do vậy mà cái công việc ở địa phương, cụ thể là cái cầu hư, cầu đứt như thế này cũng còn nhiều. Thông qua đó, chúng tôi cũng rất được cái sự ân huệ của thầy Đại Đức Thích Minh Tâm ở tại chùa Bù Linh, thành phố Đông. Có nhiều lần ủng hộ cho bà, đặc biệt là cái số hộ nghèo được thầy giúp đỡ rất nhiều. Hôm nay, nhân cái dịp này, thầy cũng đã mách gọi với cô Phụng ở cái hội từ thiện Hoa Sen Việt về đây để khảo sát cái công trình thực tế. Thì cái vấn đề này thì đã được khảo sát và được cái hội từ thiện Hoa Sen Việt đồng ý cho địa phương chúng ta xây dựng lại mới cây cầu này theo quy định. Đó là cái lý do hôm nay tất cả những cái vật tư chuẩn bị để cái lễ khởi công này, chúng tôi và bên cái nhà thầu đã tổ chức đầy đủ điều kiện và được sự thống nhất của đơn vị tài trợ, có nghĩa là cái hội từ thiện Hoa Sen Việt cùng với lãnh đạo địa phương cho phép lấy ngày nay là ngày tốt nhất để khởi công xây dựng cây cầu này. Trước sự đông đảo của quý vị, chúng tôi xin được tuyên bố lý do như thế. Về dự với cái buổi lễ khởi công cây cầu ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin giới thiệu là thầy Đại Đức Thích Minh Tâm ở chùa Bù Linh là người dẫn dắt cái chương trình này về đây. Xin mời thầy. Chú Trang Phổ Lai. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Bạch Phụng là đại diện cho cái hội từ thiện Hoa Sen Việt thành thiện tại giờ chúng ta mặt. Cùng đi với đoàn từ thiện thì có tất cả các cô chú cũng là Phật tử ở trong cái thành viên của cái hội Hoa Sen Việt ở thành phố về đây cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Và ở địa phương thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Chí Thiện là thường trực đăng quỹ hiện giờ cũng có mặt trong buổi lễ ở trong này. Cùng với tất cả cán bộ ban ngành đoàn thể của xã và bà con nhân dân ở xã Hưng Thông này cũng có mặt đầy đủ, nhất là bà con ở tổ 6 ấp 3. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu cái đội thi công là của anh Bãi Chiến từ xã Phước Long qua đây hỗ trợ cái công trình này. Ông ngồi lên góc vừa kia. Ông trốn góc vừa cái. Rải vừa ra đây rải. Dạ, bây giờ chương trình chúng tôi xin phép đi vào cái nội dung. Thì nội dung cái thứ nhất á, là có cái ý kiến phát biểu của cái ngày khởi công hôm nay của cái đại diện hội từ thiện. Hội từ thiện. Thì như vậy bà con ở địa phương này ngoài cái việc mà phấn khởi sắp nhận được cái cầu này rồi, chúng tôi còn muốn nghe một vài ý kiến chia sẻ thâm tình hơn từ phía đại biểu của cái hội Hoa Sen Việt. Và mời đại biểu, mời cô Phụng lớn lớn nhân cầu với đây có bia thì hôm nay là cũng đại diện cho hội từ thiện Hoa Sen Việt thì chúng tôi cũng đã từng đi giúp đỡ như là cho nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa, đó là chỉ là từ thiện và giúp gạo mì và ăn nước tương thôi. Nhưng mà năm ngoái năm nay thì có bên dòng trơm mình, có bên Nguyễn Thị Định á, xã Hòa Thạnh, Hòa Lương gì á, Lương Hòa Trị gì đó, là chúng tôi đã xây được hai cái cầu bên đó. Thì cũng có duyên là quen thầy ở chùa Bù Linh mấy năm nay rồi, thì thầy mới thấy là đi xây cầu bên đó, thầy mới xin bên đây. Thì
nhờ thầy dẫn dắt chúng tôi cũng xuống đây khảo sát và thấy được cái cầu như vậy. Và vì lòng từ bi thì chúng tôi cũng về kêu gọi anh em đó, những nhà thiện nguyện đây và tất cả những anh em bè bạn ở trong nước cũng như ngoài nước cùng tiền lại xây cái cầu này 2,5 m x 10 m, và kinh phí tổng kinh phí là 43 triệu, dân ở đây hùng được 3 triệu, bên chúng tôi là tài trợ 40 triệu. Thì không có gì hơn, thì tôi cũng cầu mong rằng là khi xây cái cầu để cho dân ở đây chúng ta có cái cầu đi, là từ nay không có ai bị té lọt mương và cái đường đi không bị khó khăn như lúc trước nữa. Và cũng thay mặt cho hội Hoa Sen Việt cảm ơn tất cả những mạnh thường quân ở trong nước cũng như ngoài nước và các anh em chị em thiện nguyện ở đây đã đến đây cùng nhau, bà con địa phương đây chung tay góp sức để xây dựng cái cầu này cho dân chúng ta đi. Xin hết rồi. Xin thành thật biết ơn cái sự chia sẻ từ cái tấm lòng quý báu của cái hội từ thiện mà đại diện là chỗ cô Phụng đã vừa phát biểu qua, một lần nữa xin được cảm ơn. Và tiếp theo, bà con trước khi hưởng lợi cái công trình này thì nhân dân ở địa phương nói chung và nói riêng ở tổ 6 ấp 3 này cũng rất vui mừng phấn khởi. Mà hồi hôm nay họp tổ tự quản để thông báo cái chương trình ngày hôm nay khởi công thì nhân dân rất vui mừng. Hôm nay với cái sự vui mừng đó, chúng tôi muốn thể hiện có qua một cái vài ý kiến phát biểu của đại diện người dân ở tại khu vực này. Xin được kính mời. Nhờ sự tài trợ làm cầu cho cái tổ 6 thì tôi bên tổ này tôi cũng có đại diện cái tổ, thì giờ cũng thành thật cảm ơn nhà tài trợ giúp cho bà con đi lại cho nó dễ dàng, chứ không còn khó khăn như hôm trước nữa. Giờ cái tổ này tôi thay mặt là xin cảm ơn hết cảm ơn hội thực hiện qua những xin cảm ơn tại vì cảm ơn hội là nhiều người hùng vô lắm chứ không phải một nhóm này không ha. Ok xin cảm ơn. Rồi chúng tôi cũng cùng biết ơn cái sự phát biểu chân tình và thể hiện cái sự phấn khởi của người dân ở khu vực này. Tiếp theo, thông qua đây thì chính quyền địa phương cũng là thêm được một phần, đồng thời cũng góp phần trong những cái tiêu chí cho cái địa phương trong cái chương trình mà xây dựng nông thôn mới sắp tới. Do vậy hôm nay chúng tôi cũng kính mời ông Nguyễn Thanh Liêm có đôi lời phát biểu với cái tư cách lãnh đạo địa phương đối với đơn vị từ thiện và bà con hiện có mặt trong buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Xin được kính mời ông. Kính thưa các đại đức Thích Minh Tâm, kính thưa là các cô, các anh, các chị trong cái hội từ thiện qua cái sân Việt, đơn vị mà tài trợ chính cho cái cầu của cái tổ 6 3 hôm nay. Thì nói chung là đời sống của người dân Xuân Phong ở đây thì chủ yếu sống bằng cái nghề nông nghiệp thôi. Chủ yếu là cây trồng chủ yếu là cái cây dừa, nhưng mà do hiện nay thì nói chung là do cái giá cả thì thị trường cũng đang là giảm rất là thấp. Hiện nay thì một chục dừa là nói là 12 trái thì là nó chỉ có giá khoảng 20 mấy ngàn thôi, 20 mấy ngàn, nên đời sống của bà con cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Về cái hộ nghèo ở đây thì Xuân Phong thì hộ nghèo hiện tại giờ là 244 hộ nghèo, chiếm cái tỷ lệ là 16,34%. Nói chung là Xuân Phong là một trong những cái xã mà thuộc huyện Vùng Tôm mà có cái tỷ lệ hộ nghèo là cao nhất so với các cái xã trong huyện Vùng Tôm, trong cái huyện Vùng Tôm. Thì hệ thống bên cạnh đó thì cái hệ thống giao thông nông thôn của cái địa phương đó là trong những năm qua thì nó xuống cấp rất là trầm trọng. Thì sớm thì ngay chỗ quý đơn vị mình xuống mình đi thì mình cũng thấy rồi là đường xá rồi nó xuống cấp về hư hao rất là nhiều. Rồi trong đó thì hệ thống cầu Xuân Phong là một cái xã, nói chung là đây là một cái xã là dùng là còn bãi mương gặp rất là nhiều. Rồi muốn đi lại thuận tiện thì phải qua những cái cầu mà hiện nay thì hệ thống cầu được xuống cấp rất là nghiêm trọng. Trong đó thì có cái cầu là tổ 6 hôm nay, cầu tổ 6 hôm nay là cầu mà chúng ta là đang làm lễ khởi công hôm nay, cũng rất là cố gắng để mà chúng ta huy động tất cả các cái nguồn lực. Trong đó thì có những cái nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là của từ các cái đơn vị tài trợ ngoài địa phương về để mà đóng góp giúp đỡ cho Xuân Phong, để giúp cho các bà con Xuân Phong có cái cuộc sống tốt hơn. Thì qua cái lời giới thiệu của chỗ thầy Đại Đức Thích Minh Tâm thì hôm nay có ngày chỗ quý đơn vị là hội từ thiện Hoa Sen Việt đến đây để mà tổ chức một cái lễ khởi công cái cầu này để giúp cho cái người dân ấp 3 trong cái tương lai có được một cái cây cầu là hoàn chỉnh để là đảm bảo cho cái việc đi lại của bà con được là thông thoáng, rồi là các em học sinh đi học là
được ăn an toàn hơn. Thì về góc độ địa phương thì địa phương rất là vui mừng, về góc độ của ngay chỗ là chính quyền và nhân dân ở ấp 3 thì cũng là rất là vui mừng khi hôm nay là đón nhận một cái cầu như thế. Thì thay mặt lãnh đạo địa phương thì cũng xin chân thành là cảm ơn quý đơn vị tài trợ, đặc biệt là ngay chỗ đầu mối là thầy là Thích Minh Tâm cũng đã dành những cái tình cảm mà hướng về ngay chỗ xã Hưng Phong, là người dân xã Hưng Phong còn là gặp rất nhiều khó khăn để mà giúp Hưng Phong và từng bước để hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, hướng đến để chúng ta cũng thực hiện một cái nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng là xây dựng xã Hưng Phong sớm trở thành là xã nông thôn mới trong cái thời gian tới. Thì cuối cùng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến với quý đơn vị tài trợ cũng như là thầy Thích Minh Tâm cùng là lãnh đạo chính quyền, đảng chi bộ chính quyền và nhân dân ở tổ 3 trong thời gian qua thì cũng có đồng hành đối với xã nhà để mà chúng ta thực hiện trong cái việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thì cuối lời là xin kính chúc quý đơn vị tài trợ, thầy Thích Minh Tâm cùng là nhân dân của ấp 3, đặc biệt là người dân ở tổ dân tự quản số 6 này được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn lời phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương. Kính thưa quý vị, trước khi chuyển sang đến cái phần lễ động công thì chúng tôi cũng vô cùng biết ơn những cái phát biểu chia sẻ từ cái tấm lòng của mình, từ phía đơn vị tài trợ. Chờ đợi hôm nay là ngày vui.